Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố năm 2021-2022. Thủ đô đặt mục tiêu trong quý 4 2021 và quý 1 2022 trên 95% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sống trên địa bàn được tiêm đủ số mũi vaccine. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học, có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Thành phố triển khai tiêm cho trẻ ngay khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của Bộ Y tế, với mục tiêu trên 95% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sống trên địa bàn thành phố Hà Nội được tiêm đủ mũi vaccine COVID-19 theo từng đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế. Thời gian triển khai dự kiến diễn ra trong quý 4 2021 đến hết quý 1 2022. Việc triển khai theo lứa tuổi từ cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch của thành phố. Cũng theo kế hoạch này, phạm vi triển khai sẽ phụ thuộc vào lượng vaccine được cung ứng và theo đề xuất của ngành y tế. Cụ thể, khi nguồn vaccine chưa đủ, việc phân bổ số lượng vaccine cho các quận, huyện, thị xã được triển khai theo thứ tự ưu tiên, đó là có ca F0 mới, có mật độ dân cư cao, có nhiều địa điểm thường tập trung đông người, nhiều ngành nghề dịch vụ, nhiều trường học, sắp danh các tỉnh có dịch bệnh diễn biến phức tạp, cửa ngõ giao thông đi lại, có khu cách ly tập trung. Khi có đủ vaccine, việc triển khai được tiến hành đồng loạt trên toàn thành phố. Ngoài ra, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại thời điểm triển khai, chiến dịch sẽ có điều chỉnh ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm đảm bảo tối ưu nhất công tác phòng chống dịch bệnh với nguyên tắc ưu tiên tiêm trước cho các nhóm đối tượng trẻ em ở các quận huyện đang có dịch. Hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động theo phương án số 170 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, địa điểm triển khai tại cộng đồng hoặc trường học tùy thuộc vào tình hình dịch và thời điểm học sinh quay lại trường học, tổ chức tiêm chủng theo hình thức tiêm chủng thường xuyên.